lên em nha. Thì ok, mình kết thúc chuyến hành trình Nha Trang. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình, đó là Đà Lạt, chinh phục Đà Lạt. Nói chinh phục cho vui thôi chứ anh em mình buồn đi qua chụp tấm hình là về anh em ạ, chứ không có chinh phục gì đó. Nói chung là nay thiếu Hoàng nha anh em, tại vì Hoàng nghe nói mình làm xe xong cắt xe nhà luôn. Hoàng 7 triệu sao chống lại Tú 12 triệu đó. Đúng không anh em? Hoàng nó không cho mình cơ hội gỡ luôn anh em ạ, ác quá. Phải cho mình cơ hội gỡ cũng đỡ, không cho mình cơ hội gỡ luôn. Thì mình xài cái mic này có khi mình nói chuyện anh em nghe không có lớn lắm, nhưng mà được cái là mình có quay. Còn cái xài cái mic kia nó bị rè, mẹ xài cái loại nào nó cũng gặp trục trặc anh em ạ. Đi về mưa về đâu quay cho anh em xem được gì nhiều đâu, mưa quá trời mưa. Để lại chứ bây giờ chạy muốn ngang ngang phi chứ. Hả? Chạy muốn ngang ngang xe phi á. À, thử lại ơi. À, thẳng luôn hả? Thẳng rồi. Đâu đâu coi cái quay chưa? Rồi quay rồi, quay rồi. Xứng đáng hả anh Thắng? Ờ, tự do tự tại á. Không, cuộc sống mình đâu có cần phải giàu sang phú quý anh em. Đủ ăn đủ mặc nhưng mà tự do tự tại là ok.
Tuổi trẻ có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Không đi không biết đèo Khánh Lê. Đi rồi mới biết đèo này nhiều ổ gà quá. Hồi nãy mình dưới đó đó anh em, mình dưới đó xong rồi mình chạy vòng nó lên được tới đây. Mẹ đẹp quá anh em à. Có điều mình đứng ngay chỗ này rác không? Nói chỗ này mà không có rác đẹp lắm anh em à. Mốt ý thức chút xíu nha. Đó anh em nhìn đây. Vải trưởng thì chứ. Ôi mây nó đẹp kìa. Má dưới Bến Tre biết năm nào mà thấy được mây vậy trời. Ủa nó đã. Phê. Đó. Cho chiếc xe mình một bit vô cái chỗ này nhìn nó hữu tình vãi luôn anh em à. Nó bụp không anh em ơi. Không biết xe anh em sao chứ xe mấy anh em mình bụp hết trơn. Còn số không? Rồi. Vũ đuôi cái trong cái gì rồi. Vũ đuôi rồi. Xin cam hả? Không, có đồ nghề làm gì anh em? Có thợ có đồ nghề làm gì anh em? Sửa tay chỗ chứ sao anh em? Mấy cái chỗ này nãy chụp chiêu hơn chỗ kia đó. Anh đâu có biết. Đó, ác khác đi Đà Lạt quá trời anh em à. Không mà đi Tây Ga đi Đà Lạt ngán quá. Mẹ thì không có cảm giác bằng xe số mình được. Xe số mình còn vô số trả số rồi kia. Lên đèo đã hơn. Cái cua này hơi gắt nha anh em. Gặp nay mà có thằng Hoàng đi là anh hạ nó trong mấy cái cua này luôn rồi bây. Trang này chạy ghê trời. Em nghe giống như Vũ đuôi bít tông á. Đà Nẵng với sư phụ hả? Chinh phục đèo Khánh Lê. Mình đi ở Nha Trang qua nên hôm nay mình đi cái đèo này nha anh em. Còn anh em ở dưới mình bên tay mình lên đó là đi đèo Bảo Lộc. Hai cái khác nhau nha. Nhưng mà chúc mình cũng về là về đèo Bảo Lộc à, chứ đâu có về đường này. Đi này về xa lắm. Ôi ôi nó đẹp anh em ơi. Hãy tinh tú. Hãy ra khỏi nhà. Anh em, mình khuyên anh em một điều, mình khuyên anh em thật lòng là nếu như có cơ hội anh em hãy thử cùng chiếc xe máy của mình chinh phục những cung đường như thế này thì anh em sẽ biết được rất là nhiều những cái vẻ đẹp không thể nào mà diễn tả được luôn anh em ạ. Mình nói thiệt. Phải nói là ở ngoài nó đẹp lạnh lùng sương gió. Quá sao đẹp. À, anh em lên đây nhớ mang dài với lại đeo bao tay nha. Cát dí đá nhỏ nhỏ nó dặn
lắm, mình thì mình không có đem. Mình tính lên là chụp tấm hình xong mình về lại thôi, mình không có đem áo ấm gì. Nó rườm rà. Trời ơi đẹp, bánh lùn chưa gió. Xui xui cái là ngoài quảng trường công an ngóng hết trơn này mà không check in được, không chụp hình được. Thôi mình ở đây mình ăn bánh tráng nướng nha. Đi Đà Lạt mà không ăn bánh tráng nướng là hơi dở. Gục lạnh quá, lạnh gung gung. Lên đây nhớ mặc thêm chừng chục cái áo ấm nha chứ nó lạnh lắm. Ở đây chắc chứ 10 độ à. Lạnh lắm anh em à. Với lại đi lên đây là nhớ sắm cái mắt kính màu đen á. Biết chi không? Ngắm gái người ta không có nhìn thấy, người ta không biết mình nhìn người ta, mình người ta có ngại đúng không? Ok, nói chung là mình chết đi Đà Lạt rồi đó. Thì ở đây mình đi mấy lần rồi nhưng mà lần đầu tiên mình đem chiếc Winner mình lên đây, còn mình chết đi chiếc Winner mình thôi chứ mấy lần trước mình đi ô tô mà đi ô tô thấy nó bình thường. Mình nhìn xách chiếc Winner mình lên đó thì mình thấy nó bị ấy anh em à, nó bị bụp chạy đâu chạy được đâu. Chết tên quảng trường cái nha, tặng mình kết thúc cái chuyến tour này. Thì cái chỗ này tranh thủ với anh em. Rút liếc xích anh em ơi. Lên đây khó nổ là cái nhất, là chạy nó bụp luôn không à. Tại vì mình hứa là mình đi liền, mình không có canh xe là thêm cái map nữa để dành đó. Anh em thấy không? Nó bụp không à. Tại vì mình mới khuyên anh em á là lên đây chỉnh thêm cho nó một map nữa đi. Bằng hai map thì cũng được. Hình như là bóp xăng nó lại nha anh em, bóp miếng xăng lại đi.
bớt chừng hai nắp rồi được rồi. Bớt xăng lại. Có voi, mình thì đúng là nhỏ lớn mình không thấy con voi ở ngoài đời ra sao hết, mà kêu có con voi dí mình gì đó ghê lắm, mình hết dám luôn anh em à. Chắc giờ mình quanh xe qua đây quá. Mà có voi thiệt không em hay là em hù anh? Sao rồi đó giờ trong chị An có voi mà đâu có nghe ai nói đâu ta? Có khi nào nó xuống tới đây không? Hồi nào giờ em thấy con voi chưa Bi? Anh thấy chưa anh Thắng? Ấy để xe ngoài đi, tao mới tráng xi măng mà. Khô chưa? Chưa khô. Kêu bằng ông bò mà. Kêu em Thắng.
có cái đồ lông đao hay gì ta. Cần câu để đẹp đây. Ừ, có mấy thùng đi câu đảo rồi. Ok anh em ơi, thì giờ này cũng khuya rồi mà cái đường ở trong này thì nhỏ với lại vắng á, anh em mình cũng không dám đi vô trong hào nữa. Nghe ba thằng em ở đó là người dân địa phương đó kêu á là ở trong đó có voi với lại là trộm cướp gì đó nguy hiểm lắm, nên thôi mấy anh em mình về. Chắc bữa nào đi vào tiếng sao á, thôi đi chị An sao anh em ạ, giờ này lạnh quá. Ở đây mà giờ về nhà mình nó còn 200 mấy cây á, nếu mà chịu chạy thì khoảng 3 giờ sáng rồi tới nhà. Ok anh em, kết thúc chuyến hành trình 1.200 cây, phải ngày 200 cây nha anh em, tại vì 1.150 mấy rồi mà mình chưa về nhà, mình mới tới cầu Lạch Miễu à, về nhà phải ngày 2.200 cây á. Tại vì mình có cái thói quen anh em à, mình có cái thói quen là mình đi đâu á, mình đi tour ở đâu á, là mình reset cái đồng hồ lại, mình reset cái chỗ ô tô á, là từ nhà mình là nó sẽ là số 0, xong rồi cái bắt đầu là mình đi về tới nhà cái nữa là mình coi mình đi được bao nhiêu cây ha. Đó, thì qua nay mình tiêu tốn khoảng 3 triệu rồi anh em, nói chung là anh em mình đã ăn rồi đó, khoảng 3 triệu, tiền xăng của mình thì tầm khoảng có 1.500.000, mình thì không nhớ tại mình đổ gì đó mình không nhớ, nhưng mà hơn 1.500.000 tiền xăng, không nữa không được, ok, địa phận bắt xe. Ok anh em, mình đã có mặt tại nhà sau 2 ngày 2 đêm, khoảng 2 ngày 2 đêm nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem con câu cài của mình với con câu cài của thằng Bi. Mình bắt cóc được con Bi ngoài Phan Rang cho mình chơi luôn anh em à. Tối nay mình dẫn con Bi đi chơi đỉ luôn. Ok, giờ mình cho anh em xem nha. Đây, nói chung là mình đi thì đồ đạc mình đem hơi nhiều, nó bừa bộn lắm anh em à. Đây, nhìn cái dàn chân nè. Thì cái tật của mình là đi xong rồi về mới rửa xe nha, chứ không có dọc đường phải rửa. Đó, nên thấy không? Giờ xe đẹp xe xấu không quan trọng, chỉ mong là nó đi đến nơi về đến chốn, đừng có hư bậy tầm bạ là được. Đó. Còn cái vấn đề mà xe đẹp xe xấu á, thì anh em có tiền anh em cứ độ xe của anh em đẹp lên, còn mình không có tiền thì mình chỉ tối đa mình chỉ làm gì thôi. Cái này lợi hại lắm nha anh em. Mẹ mở một cái là như là vỡ ống nước vậy, nó tuôn xuống chạy đã lắm. Đó. Thì mình đi tour anh em biết rồi, mình đâu có xuống xe, mình chỉ đổ lên đây thôi, mình chỉ đổ lên đây rồi nó chạy xuống với bình xăng chính của mình thôi. Máy của mình nha, hồi mình nổ anh em nghe sao nha, nó hơi dơ, mai mình sẽ vệ sinh hết, nhông sinh dĩa nè. Đi 1.200 cây nhưng mà nó chưa dùng nha anh em, chưa tăng nha. Nè, cho anh em coi tăng sên là anh em biết chưa tăng nha. Anh em xem thử có dùng chưa? Chưa dùng. Cái bánh á thì do là mình xài dưỡng sên nhiều quá, nó văng. Đồ thì mình đem có 3 bộ thôi, chủ yếu mình đem đồ rửa xe, đồ bơm xe, đồ giá xe. Nước mát chưa xài, chỉ có xài dưỡng sên với xài nhớt, mình chỉ xài mấy cái này thôi, nước uống. Rồi. Đây cho anh em xem ha. 1.229 cây. Cái đặc của mình là trước khi đi là mình sẽ reset cái này về số 0, nhưng mà giờ nó 1.229 cây ha. Giờ mình reset nó nè. Đó, cái đặt mình trước khi đi đâu là mình sẽ reset này lại. Nói chung là mình mặc cái này nó cũng đỡ mưa này mà, mình không mặc áo mưa luôn á. Mặc dù mấy ngày mình đi mưa quá trời mưa. À, anh em có tiền thì khuyên anh em nên làm một bộ giáp giống gì đi, mặc cho nó chất lượng xíu. Quần á thì anh em có thể thay thế bằng cái kia cũng được, anh em mua cái áo thôi. Mình thấy cái quần đi thì nó bất tiện quá, mỗi lần đi đá vậy á cực. Rồi xem mình. Đậu máy anh em nghe tiếng máy thử nha. Chết bù ri rồi anh em à, nó không có guarantee.
quên nói anh em nữa, cái bô chợ rất nãy rồi. Nói chung là cái máy nó còn ok, nếu mà nói về im thì nó không im, tại vì nó bị xào. Nó cái máy mình mới ráp mình chạy á anh em, nó giờ nó giãn sinh cam rồi, qua mình tăng sinh cam lại với lại mình canh garanti này kia lại là nó im lại á. Đây là xe của Bi ngoài Phan Rang vô đó, anh em thấy xe touring không? Tại sao mà mấy anh em mình đi xe touring không có gắn từ bậy bạ nhiều là vậy. 65 nha, 180 GPS đã bấm rồi nha. Xe này thì đi két Uma nè, vẫn mấy món cũ nè, vẫn đi ống zin rồi, thấy không? Không đi ống Sanco màu mẹ ha. Ưng ưng cái cổ anh em à, chạy ngàn mấy trăm cây mà cái cổ nó không dơ là không nha. Mặc dù cái lóc nè anh em, giờ cái lóc à, cái cổ này chưa qua chùi rửa nha anh em, mình hứa với anh em là chưa có chùi chưa có rửa gì luôn nha. Nè khúc này dơ nè, mà khúc này không dơ nha mé. Hay một cái là khúc này không dơ mà khúc này nó dơ, xuống dưới đây nó dơ đó, lạ chưa. Đi M3 nè, vẫn heo zin, có like được cái dĩa nè. Cái dĩa này của thằng gì cũng quên rồi, không phải cái dĩa này dĩa đồ chơi mà cái dĩa ở dĩa cô Di. Cái dĩa này hôm trước mình bán là dĩa cô Di 4 lỗ. Cái mẫu này nó làm là thường nó bán mâm nó tặng kèm á, hôm trước anh bán mâm tặng kèm cái đĩa này nè anh bán mà. Ha, bà đợi 1 giờ bể, bể chỗ nào đâu Bi? Nè, heo sao nè. Heo sao zin, dĩa zin. Đó, vẫn ba đao, gấp zin. Dơ hài dơ hợi á, y như là con trâu cài á anh em à. Và vui, dơ dơ vậy mà vui. Về nhà là nó sẽ sạch lại nha. Này chắc mai mình mới ấy. Rồi để mình khám phá cho anh em xem. Con này thì dĩa ba mấy đây. Dĩa bự á. Vũ qua. Ok, lóc ép dắt. Lòng ICS. Bơm rất leo. Cái này mà đi bơm điện thì ngon hơn, cái này mà nhẹ cam. Đó, bình nước hồi trợ lực. Này thì mình thấy nó hơi dư. Cái này theo như mình siết chén cổ mình đi tour cũng được, nhưng mà về đi phố nó cũng ok hơn anh em à. Đó. Rồi. Vẫn vậy thôi. Ủa, con này 215 à? 218. Con này đầu halogen em lên đầu LED đúng không? Đúng rồi. Nè. Em lên đầu LED mà em không lên luôn cái bờ cổ với cái đồng hồ của LED. Vũ làm xe chưa xong, Vũ đi không được, Vũ buồn. Giờ Vũ chạy qua đây chơi. Ok, nổ máy anh em nghe, xe này hơi kêu, đi con này đi chắc 5-6 cái tour gì đó. Trời ơi nó kêu. Đó. Cái máy vậy mới gọi là máy kêu nha, máy mình không có kêu. Anh em nghe kêu không? Nói chung là nó kêu cũng vừa nghe chứ không đến nổi tệ. Nhưng mà xong rồi, anh em giờ chuẩn bị lên lịch cho chuyến tour kế tiếp Campin ở Hồ Chí An nha anh em. Giờ thì mình kết thúc clip này tại đây. Xin thành cảm ơn tất cả anh em dành thời gian báo xem clip nhận ba anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo nha.